Sau những ngày tranh tài sôi nổi các môn thi đấu thể thao, hôm qua Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu tổ chức bế mạc Đại hội thể thao học sinh thành phố năm học 2022-2023. Đại hội có 6 môn thi đấu gồm điền kinh, bơi lội, cờ vua, bóng đá, bóng bàn, cầu lông với hơn 610 học sinh tham gia tranh tài đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đơn vị tham gia giải năm nay có sự chuẩn bị chu đáo, các vận động viên tham gia nhiệt tình, an toàn, đạt chất lượng chuyên môn cao, công tác trọng tài được đảm bảo nên không xảy ra tranh chấp khiếu nại. Kết thúc, ban tổ chức đã trao 160 quy chương cho các cá nhân đạt thành tích cao trong đại hội, trong đó 44 quy chương vàng, 44 quy chương bạc và 72 quy chương đồng. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cấp tiểu học cho trường tiểu học Kim Đồng, giải nhì cho trường tiểu học Nguyễn Thị Định và giải ba cho trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm. Đối với cấp trung học cơ sở, giải nhất thuộc về trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, giải nhì thuộc về trường trung học cơ sở Trần Quỳnh và giải ba thuộc về trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp.